Mình chào tất cả các bạn nha. Tiếp nối nội dung ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn chúng ta đi kiểm tra cũng như là cho nổ máy cái con Atin 041. Thì mình cũng vừa khám sàng lọc qua cái con máy hưu tạo này, 365 máy tạo nữa, hàng pha ke. Nó đã bị cháy dên các bạn. Nên là con máy này mà mình cũng đã cho, nghĩa là cho về nhà để lấy phụ tùng thôi. Tại vì con máy này hàng tàu mà thêm nó bị cháy dần nữa thì coi như là xong rồi đó các bạn. Mình sẽ giật và cho các bạn xem lại về cái bệnh của con máy này. Đây, nghe không? Các bạn nghe ghê không? Đấy, thì cái con máy này khách họ nói là nó bị hỏng cái đạn chuông. Nhưng mà mình giật qua như thế này mình thừa biết các bạn, con máy này đã đi kia dên rồi. Nên là con máy này là mình sẽ cho về nhà rồi điều trị và nằm chờ lấy phụ tùng đi. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái công việc chính của mình. Thì đối với những dòng Atin 041 có những cái ký hiệu như là electronic này, thì các bạn cần quan tâm những cái điều này các bạn. Cái từ electronic nghĩa là mình gọi đây là nhận biết được những cái dòng mà sử dụng bằng IC các bạn, hệ thống đánh lửa IC. Thì về cách mà chúng ta chọn lựa đối với những cái dòng Atin lớn lớn như thế này thì cũng có những cái kinh nghiệm như thế này, là những cái người đi trước các bạn họ cũng đã chia sẻ và cho những cái thông tin. Thì các bạn nếu mà muốn làm về những dòng này thì các bạn nhớ những cái lưu ý như thế này. Đầu tiên là mình nghe đâu là đối với những cái dòng Atin lớn lớn như thế này thì các bạn nên lựa những con máy mà sử dụng nguyên bản là vít lửa, là khả năng mà nó bị chết lửa hay là có vấn đề về lửa nó sẽ ít hơn. Nghĩa là cái mức mà nó rủi ro về lửa đó các bạn, nó rất là thấp. Và trong khi đó là nếu mà lỡ mà có trường hợp mà nó bị mắc lửa đi thì các bạn chỉ việc là chúng ta có thể là vệ sinh mặt vít hay là thay cụm vít lửa thì chúng ta có thể sử dụng tiếp, là nó sẽ được ổn định cũng như là nó dễ làm hơn. Còn đối với những cái dòng IC nguyên bản như thế này, nếu mà các bạn mua phải gặp những cái con máy bãi mà nó bị mắc lửa thì khả năng là con máy này các bạn làm phụ tùng là rất là cao. Vì cái lý do nếu mà các bạn tìm được những cái nguồn lửa này thì đầu tiên là về giá thành, hai nữa là cái rủi ro mà nó bị mắc lửa đi nữa thì các bạn tìm nó sẽ rất là khó, vì nó không, hầu như là nó không có dư. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mà nếu mà chúng ta muốn cải thiện được phần lửa này, đầu tiên là về thời gian, là xem là thợ họ có nhận làm, có quấn lại cho các bạn không. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái độ ổn định và về lâu dài nó sẽ không có bằng máy mà các bạn sử dụng vít lửa nguyên bản nha. Nên là hầu như những cái con máy mà nó sử dụng nguyên bản mà IC như thế này mà lỡ có vấn đề chết chóc thì hầu như là chỉ giải sát là nhiều thôi các bạn. Chẳng hạn như các bạn lấy bộ hơi, những cái phụ tùng, những cái linh kiện bên trong để chúng ta thay thế cho những cái dòng mà xài nguyên bản bằng vít lửa. Và những cái thông tin là mình nghe đâu loáng thoáng mình cũng quên rồi, là đối với những dòng hàng bãi mà Atin như thế này các bạn, lớn lớn như thế này thì các bạn lựa chọn lên hình như là con số chẵn các bạn. Chẳng hạn như là 032 nè, 038 hay là vân vân, nó tóm lại là cũng như là số chẵn đó bạn. Chẳng hạn như là 024 gì đó, nó ổn định hơn 023. Thì đấy là những cái kinh nghiệm mà họ đi trước họ đã truyền đạt và thông tin cho mình. Còn về cái vấn đề mà có chính xác hay không á, thì những cái bạn nào có am hiểu thì các bạn có thể để lại phần bình luận dưới cho mình. Vì đối với những dòng Atin này, mình nói thật là ở cái địa phương miền Nam của mình ít có làm lắm các bạn. Đầu tiên là về cái phụ tùng cũng như là về cái khâu mà chúng ta tìm thì phụ tùng nó rất là hiếm. Cái thứ nhất. Hai nữa là giống như là không có thiện cảm đối với những cái dòng này nên là ít có làm. Thì con máy này hiện tại mình cũng chưa kiểm tra lửa được nó, vì nó chưa có giật được.
Thì nãy giờ thông tin mình cũng chia sẻ với các bạn rồi. Bây giờ mình sẽ thử là mình sẽ khắc phục lại cái phần chập giật này rồi. Rồi sau đó là mình sẽ thử lấy lửa. Nếu mà con máy này có lửa thì mình sẽ làm tiếp và cho nổ máy. Còn nếu mà con máy này không có lửa thì mình sẽ làm sát nhớ các bạn. Vì con máy này thì mình cũng nói luôn là con máy này là của anh em trong nghề, họ mượn mình làm thôi. Chứ thực chất mà nói mình hô mà nói về cái hệ uptin này thì mình không có nhận đâu các bạn. Vì hầu như là đồ phụ tùng không có. Mà nếu có đi nữa mình đi bỏ thời gian ra mình đi tìm hay là đi sưu tầm gì đó, nó nói chung ra là nó mất thời gian. Nên là trước nhất là mình không có nhận đối với những dòng uptin này. Thì do là cũng anh em trong nghề. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra nhé các bạn. Nãy giờ thì mình cũng đã nêu những cái ý chính để chúng ta có thể là tìm hiểu cũng như là lựa chọn cho mình những cái dòng máy uptin so về tầm giá đó các bạn. Nghĩa là khỏe, con máy mà nó khỏe mà được cái mức giá mà tốt. Thì đối với những cái dòng mà uptin như là 038 nè, rồi 024, rồi 032 vân vân. Còn đối với những dòng mà 041, 045 mà đặc biệt là những cái dòng Elite Unit thì các bạn nên cẩn trọng. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành tháo ra kiểm tra nha các bạn. Cũng có một số bạn cũng hay hỏi là cách xử lý cũng như khắc phục cái trường hợp mà giật sửa con chó nhện, nghĩa là sửa chùm giật khởi động của phần uptin này. Thì clip hôm nay mình cũng xin chia sẻ luôn. Đây là đối với những dòng uptin này các bạn. Chó của nó là như thế này, mâm lửa, mâm giật của nó là như thế này nè. Bạn xem kỹ cho mình. Thì về cái nguyên lý hoạt động của nó thì các bạn xem đây, là đây là cái phần nhựa để mà chịu tiếp giáp giữa cái chân chó này. Khi mà cái chân chó này các bạn giật đó, là nó sẽ được bung ra. Nhưng mà con chó này nó chưa có bung nè các bạn, nghĩa là hiện tại nó không có bung đó. Nó có bung nhưng mà nó chưa có được đủ cái sức để mà chúng ta giật. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái phần này nha. Đây thì những cái càng này nó bung ra như thế này nè, nó bung ra để mà nó bám vào cái phần nhựa này. Nhưng mà cái này nó chưa có bung nè, bạn thấy đây. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra nha. Thì về nguyên lý và cách hoạt động á, thì cũng đơn giản thôi các bạn. Đối với những cái dòng mà sử dụng chân chó bung như thế này, cũng giống như là những cái dòng 60S á, là nó nhờ tác động từ cái lực của lò xo. Đối với kể cả những dòng máy xăng cũng thế các bạn, là tác động của lò xo nó đè xuống. Và giống như là nó, khi mà chúng ta kéo tác động lên cái lực của cái phần bu ly này thì cái lực này nó đè xuống và nó sẽ lôi theo cái phần này các bạn. Nhưng mà cái lò xo của chúng ta bị yếu thì nó sẽ không có tác động lên cái phần hai cái chân chó này. Nên là cách khắc phục thì các bạn chỉ việc là cho cái lò xo nó nâng cái lực nó lên là nó sẽ bị bung ra, nó sẽ bung ra thôi các bạn. Thì bây giờ các bạn thấy đây là nó không có bung nè. Đây bây giờ mình sẽ cạy ra, rồi sau đó mình sẽ
canh thêm lông đền, hay là các bạn thay lò xo khác gì đó, nghĩa là nó có lực hơn một tí là nó sẽ bung thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ canh vào đây một miếng lông đền nữa nha các bạn, để chúng ta xử lý cho trường hợp này. Thì mình sẽ lấy miếng lông đền ven của con máy cá cỏ đó các bạn. Thì đối với những dòng này, cái lỗ diện tích như thế này thì các bạn sử dụng cái loại con lớn rồi. Đấy, thì các bạn đặt cho vào vị trí này. Thì sau đó các bạn cho thêm phần cái lò xo này vào cho nó có tác động, mà nghĩa là khi mà cái miếng lông đền này nó đặt vào vị trí này, nó sẽ ép cái lực của nó sẽ tác động lực lên đây nè các bạn. Mình thấy dây này nó cũng muốn đứt nữa nè. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Thế thì mình sẽ lắp vào xem là nó có bung cái phần chó giật này ra không nhé. Đấy, thì phần chó giật nó đã hoạt động các bạn. Các bạn thấy đây. Đấy này các bạn sẽ thấy, quan sát đây nè. Đấy, thì đây là cách mà các bạn để khắc phục về cái hướng giải quyết đối với những dòng chó giật này. Đây là cái tình huống mà chúng ta xử lý về cái phần chó thôi. Còn trường hợp mà về cái phần này nó lại khác nữa nha các bạn. Cái mâm này thì nó lại là cái một cái vấn đề nữa. Thì bây giờ mình sẽ lắp vào để mà mình sẽ xử lý về cái mình sẽ thử lửa xem là con máy này lửa nó còn hoạt động không nhé. Bây giờ mình sẽ lắp vào nha các bạn, để thử lửa con máy này. Rồi sau đó nếu mà có vấn đề về lửa thì mình sẽ tính tiếp. Thì đối với những cái bộ cảo mà mình hay tháo ra cho các bạn xem đó, là con máy này các bạn sử dụng chung với lại cây cảo mà con thằng Atin 020 rồi đó. 020, 041, 043 là thậm chí là hình như là mình nhớ là thông dụng lắm, mà nó xài chung nhiều lắm. Nhưng mà trước tiên là mình sẽ thử lửa xong cái đã, rồi sau đó là xem có lửa hay không mình sẽ tính tiếp. Nếu mà trường hợp không có lửa thì mình sẽ tháo bên trong ra cho các bạn xem, chúng ta tìm hiểu thêm. Nếu có lửa thì mình sẽ cho nó nổ máy luôn nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thử lửa cũng như dàn hơi nha các bạn. Để xem. Bây giờ mình giật kiểm tra dàn hơi con máy này như thế nào. Con máy này tụt hơi luôn các bạn. Hơi nữa rồi. Cho con máy này làm phụ tùng luôn rồi. Này không
không có lửa mà lại tụt hơi luôn các bạn ơi. Vậy là con máy này khả năng là làm sát và rất là cao. Giờ mình chơi các bạn xem. Thì như đã hứa, bây giờ mình sẽ, do là con máy này chết luôn, con máy này đã hầu như là nó không còn gì nữa các bạn. Hơi thì cũng đã tụt và lửa thì lại không còn nữa. Thì bây giờ mình sẽ tháo mâm lửa ra cho các bạn xem là chi tiết bên trong. Đúng con máy này cũng phải xài IC không nhé các bạn. Đây là bộ cạo nó đây các bạn. Các bạn có thể sử dụng chung với lại Austin 020 vân vân. Nói chung ra chúng ta thông dụng lắm cái cạo đó nè. Bây giờ mình sẽ tháo cái mâm lửa ra cho các bạn kiểm tra nha, cho các bạn xem rõ hơn. Đây thì các bạn xem kỹ lại đây, giống như những cái clip trước mình cũng đã chia sẻ với các bạn là hình như là con máy Austin 045 gì đó nó đã bị hỏng lửa đó. Là đây nè, là giờ thường những cái dòng IC nó xảy ra rất là nhiều, nên mà các bạn muốn mua và sử dụng những cái dòng này thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn nên tìm những cái dòng máy mà sử dụng vít lửa, khả năng nó bị hỏng lửa nó sẽ rất là thấp, nghĩa là thấp hơn những cái dòng IC này. Và khi mà các bạn mắc lửa thì chúng ta có thể phục hồi được. Nhưng đặc biệt đối với những dòng IC này, các bạn muốn khắc phục được thì các bạn phải nhờ đến bên bộ phận mà họ chuyên làm về lửa này. Lần này sẽ móc ra những cái phần IC này. Do là những cái con máy này khá là lâu đời rồi, nghĩa là nó được sản xuất khá là lâu. Nên là cái phần mà những cái phần nhựa này các bạn nó chảy ra, các bạn chảy ra các bạn thấy này, nhựa đó nó chảy ra, rồi những cái chi tiết bên trong, những cái chi tiết bên trong của cái mạch điện tử này nó đã bị hỏng các bạn. Vì thế là nếu mà các bạn mà muốn khả năng mà nó những cái con IC này còn sống là thường là rất là thấp, và
các bạn chạy cũng không có độ bền bằng những dòng ít lợi chích lửa. Thì đây các bạn xem về những cái mạch điện đồ vân vân là nó bị, nói chung ra là nó bị hỏng theo thời gian, nên là những con máy này chúng ta làm sát thì nó sẽ được hơn. Còn về cái phần hơi này đấy, tạm thời thì clip hôm nay mình chỉ là chia sẻ cho các bạn biết thêm những cái thông tin và kiến thức để chúng ta có thể là chọn lựa để mà chúng ta làm về những cái dòng máy này. Clip hôm nay thì chắc có thể là không có cho nổ được con này rồi các bạn. Một là con máy nó không có lửa, hai là dàn hơi nó cũng đã bị mắc rồi, thì chắc có thể là nó bị xước, bít tông bạc hay gì đó. Nhưng đối với những dòng này mà nó hỏng như thế này thì chỉ có là làm sát thôi. Thì nếu mà các bạn thấy nội dung của mình hữu ích thì các bạn nhớ nhấn like video đối với những cái kiến thức mà mình chia sẻ cho các bạn. Còn những các bạn nào chưa đăng ký, các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo nha, để sớm nhận được thông báo và được theo dõi những clip tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nha. Chào các bạn.